Nếu mà các bạn mua 4 cái bánh xe này á, Duy nghĩ nó khoảng tầm 150 triệu luôn á. Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì hiện tại Duy đang để hai chiếc xe, đó là chiếc xe C300 AMG cũng như là C180 AMG. Thực ra nếu mà Duy không nói các bạn thì rất là khó để phân biệt giữa hai cái dòng xe này ha. Thì bởi vì là hai chiếc xe C180 AMG cũng như là C300 AMG có ngoại hình gần như là giống nhau luôn các bạn, gần như là giống nhau. Có nghĩa là nó sẽ có những cái điểm nho nhỏ nó sẽ khác nhau. Thì một lát nữa Duy sẽ chỉ cho các bạn xem. Đó, thì hai cái chiếc xe C180 AMG cũng như là C300 AMG này thì mình nên chọn cái chiếc xe nào? Đó là cái nội dung mà cái video clip mà Duy muốn gửi đến cho các anh chị và các bạn ngày hôm nay ha. Thì thực ra các bạn, thì cái chiếc xe C300 AMG các bạn, chiếc xe này Duy cũng đã quay, cũng đã review, cũng đã nói rất là nhiều về chiếc xe C300 AMG này rồi. Một chiếc xe mà có ngoại hình coi như là rất là thể thao ha, rất là hợp thời trang cũng như là rất là cá tính. Cũng như chiếc xe C300 AMG này là một chiếc xe mà coi như là hầu như có đầy đủ tất cả những cái option gì mà hay nhất của Mercedes hiện tại bây giờ thì đều tích hợp trên chiếc xe C300 AMG này. Và Duy đã từng so sánh cái chiếc xe C300 AMG này với cái chiếc xe S450 Luxury luôn các bạn. Đó, thực ra với cái clip mà Duy so sánh chiếc C300 AMG với chiếc S450 Luxury các bạn, thì so sánh ở đây không phải là so sánh về cái chiếc xe nào nó hơn chiếc xe nào các bạn, nhưng mà Duy so sánh ở đây là Duy muốn nói lên chiếc xe C300 AMG hầu như là nó thừa hưởng được gần như là 90 mấy% những cái mà option, những cái gì mà hay ho nhất của người Anh S450 Luxury. Chiếc xe này quá đẹp, quá là nổi tiếng cũng như là quá là nhiều option các bạn. Những cái bạn trẻ mà trước đây các bạn thì khi mà vào showroom Minh Duy thì họ đều bị say đắm bởi cái chiếc xe C300 AMG này. Các bạn thấy nè, với cái thiết kế của nó nè. Những cái chiếc xe mà mang dáng dấp của AMG, những cái chiếc xe thể thao thì các bạn biết rồi ha. Cái ngoại hình được thiết kế rất là bắt mắt luôn, rất là thể thao, cũng như là với cái thiết kế của AMG này các bạn, Duy nghĩ là bao nhiêu năm nữa thì cái thiết kế của những cái chiếc xe AMG nó vẫn rất là đẹp, vẫn rất là phong cách luôn. Đó, nếu mà các bạn có để ý ha, những cái chiếc xe mà AMG mà sản xuất cách đây khoảng tầm 5 năm, 10 năm rồi thì nhìn vẫn đẹp. Thực ra với cái clip ngày hôm nay các bạn, Duy không phải là chiếc xe C300 nó không phải là cái mà Duy muốn đề cập đến nhiều nhất ha, mà là chính là chiếc xe C180 AMG. Đây là mấy là một cái chiếc xe mà Duy đáng muốn nói trong cái video clip này, bởi vì là chiếc xe C180 này vừa mới ra mắt bên Duy cách đây cũng không lâu, cũng khoảng tầm một tuần lễ thôi các bạn. Đó, thực ra thì trước đây khi mà những cái bạn trẻ ha thì vào bên Duy xem cái chiếc xe C300 AMG này đều rất là thích, nhưng hầu như là với ngân sách mà chi ra cho chiếc xe C300 AMG này thì nó hơi gọi là nhiều hơn ha cái túi tiền hiện đang có, cho nên là có rất là nhiều những anh chị phải chọn chiếc xe C180 hoặc là chiếc xe C200. Nhưng với cái chiếc xe C180 AMG ngày nay nè các bạn, đó, khi mà ra cái chiếc xe C180 AMG này thì Duy nghĩ là cái người anh em C300 AMG có thể là giảm cái độ hot lại một chút xíu ha, giảm độ hot lại một xíu, bởi vì với cái mức giá chỉ với 1.499.000 đồng thôi thì các bạn đã sở hữu được một cái chiếc xe với ngoại hình gần giống như là cái người Anh C300 AMG với mức giá là 1.969.000 đồng. Đó, thực ra là với hai cái chiếc xe này chênh lệch gần như là 500 triệu, nhưng với cái ngoại hình mà gần như là giống nhau như thế này thì các bạn thấy không, rất là đáng để so sánh đúng không các bạn. Điểm qua một vòng lại các bạn nha. Đây, Duy sẽ mời các bạn xem lại cái chiếc xe C180 AMG. Các bạn thấy không, lưới tản nhiệt dạng viên kim cương C300 của chúng ta vẫn y chang luôn, không có khác gì hết. Logo một nang, C300 của chúng ta cũng là logo một nang luôn, nhưng mà C300 chúng ta chỗ này được sơn bóng ha, sơn màu đen bóng. Các bạn thấy không, sơn màu đen bóng, nhưng với chiếc xe C180 AMG thì chỗ này là sơn màu bạc. Thì với cái chi tiết sơn này thì nó rất là đơn giản các bạn. Đó, sơn màu bạc thì nó cũng có cái nét hay của cái màu bạc này. Đây là màu bạc mờ các bạn nha, chứ không phải là màu bạc bóng. Bên đó là sơn màu đen bóng ha. C300 của chúng ta thì có một cái camera 360 độ chỗ này. Đó, camera phía trước. Đó, bởi vì là cái chiếc xe C180 chúng ta thì lại không có, bởi vì là xe chúng ta là sử dụng camera lùi thôi. Đó là một cái chi tiết về option thôi.
Cái phần cản này hầu như là được thiết kế giống nhau luôn các bạn thấy không? Không khác gì ở phần cản này. Đó, vẫn là cái cản này để qua cái bên xe đó thôi, để qua cái xe C300MG cũng như là C300MG sẽ đem qua cái chiếc xe C180MG. Chỉ có điều là cái phần nẹp này nè các bạn. À, cái nẹp này thì được mạ chrome bóng. Đó, còn đối với cái chiếc xe C300MG của chúng ta thì sử dụng là sơn màu đen bóng ha. Thì với cái chi tiết nẹp này á, thì có rất là nhiều những anh chị là lại thích cái nẹp chrome hơn so với cái màu đen của cái chiếc C300MG đó. Thì đồng thiết kế coi như là tương đồng với nhau thì ở cái phần mà nẹp cửa các bạn cũng được mạ chrome đó, còn C300 của chúng ta thì lại được sơn màu đen bóng luôn đó. Các bạn sẽ đi gần hơn các bạn sẽ thấy nè. Các bạn thấy không, sơn màu đen bóng ha. Thực ra với cái chi tiết mà nẹp chrome này, đây là cái truyền thống ha, truyền thống của xe ô tô cũng như là truyền thống của Mercedes-Benz rất là lâu rồi các bạn. Đó thì gần đây thì những cái chiếc xe thể thao thì Mercedes-Benz họ muốn làm cho khác hơn một chút xíu thì họ sẽ sơn phần đen bóng này lên thôi. Đó, cái chi tiết này thì cũng rất là đơn giản thôi, không có vấn đề gì. C300 của chúng ta thì đối với chiếc xe màu trắng này thì được là sơn cái gương chiếu hậu màu đen. Đó, còn với là C180AMG của chúng ta thì vẫn sử dụng cái màu sơn trùng màu với màu sơn của xe. À, đây là một cái chi tiết cũng khác nhau. Và một cái chi tiết nữa ở phần bộ mâm các bạn, thì hai cái bộ mâm này là cái kích thước giống nhau luôn các bạn nha. Kích thước giống nhau nhưng chỉ có điều là mặt trong của cái bộ mâm của chiếc xe C300MG của chúng ta thì được sơn màu đen bóng, còn đối với cả chiếc xe C180 của chúng ta thì lại được sơn màu xám. À, thực ra màu đen với màu xám các bạn thích màu nào hơn các bạn? Thực ra màu đen thì Duy nhìn thấy là nó nhìn nó thể thao, nhìn nó cá tính các bạn, nhưng mà đồng nghĩa với việc là khi mà cái mâm này nó bụi nó dơ thì nó cũng sẽ dễ thấy hơn. Còn với cái màu xám chì như thế này đó, khi mà cái mâm của chúng ta dơ thì hầu như chúng ta rất là thấy ít thấy bụi bẩn nhiều đó, nhưng mà rất là bụi nè các bạn thấy không đó. Nhưng mà khi mà nhìn vào mình tưởng nó rất là sạch. À, đây là cái bộ mâm AMG 18 inch các bạn, 225/45R18, bộ mâm 18 inch. Thì đối với cái chiếc xe C300MG của chúng ta cũng sử dụng cái mâm 18 inch luôn. À, để gì xem cái lớp xe giống nhau không nha. Bridgestone các bạn, ở đây cũng vậy, vẫn là Bridgestone. Hai chiếc xe này sử dụng cái chung cái lớp xe luôn. Và C300AMG cũng như là C180AMG của chúng ta thì sử dụng cái lớp Granlat. Granlat ở đây có nghĩa là khi mà cán đinh các bạn vẫn được phép chạy tiếp, vẫn được chạy tiếp theo bạn. Đó, ở cái khoảng cách khoảng tầm là 80 km hoặc là 80 km/h tùy theo cái tải trọng cũng như là tùy theo cái đoạn đường đó. Đó thì với cái mục đích là nhà sản xuất muốn lắp cái lớp Granlat cho hai chiếc xe này các bạn, bởi vì là Mercedes-Benz muốn hướng tới cái sự an toàn là trên hết. Trong trường hợp mà chúng ta bị thủng lớp thì đối với những cái chiếc xe mà sử dụng mà cái lớp xe thông thường thì rất là nguy hiểm, có thể là gây mất lái. Nhưng đối với cái chiếc xe trang bị cái lớp Granlat cho cái C300 cũng như là C180AMG này thì cái việc mà chạy ở tốc độ cao thì các bạn sẽ không còn lo lắng cái vấn đề mà bị nổ lớp ha, nó rất là an toàn luôn. Đó. Thì với cái lớp Granlat này thì Di đã nói rất là nhiều đó bạn. Nói rất là nhiều rồi, có rất là nhiều những anh chị nói là thích cái lớp xe thông thường hơn, cái lớp xe Granlat, cái lớp xe Granlat đi nó sẽ không êm hơn, nó sẽ ồn hơn các bạn. Thực ra không phải đâu các bạn. Đó, nhưng mà nếu mà có bị ảnh hưởng đi thì Di nghĩ cũng một phần rất là nhỏ, không có đáng kể đâu. Nhưng với cái lớp xe Granlat này nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều cho chúng ta. Chúng ta chạy coi như là không có sợ trường hợp bị nổ lớp nữa. Các bạn sẽ thấy là hai cái vè bên hông này ha. Đây là cái vè xe của AMG cho nên các bạn sẽ thấy là cái phần nó nhô ra một chút xíu nè. Thì đối với cái chiếc xe mà C180 phiên bản tiêu chuẩn á, thì cái phần này được thiết kế bằng luôn ha. Nó sẽ không có góc cạnh giống như là cái chiếc xe C180MG hoặc là C300MG. À, đây là một cái chi tiết cũng nhỏ thôi, nhưng mà khi mà chiếc xe của chúng ta được trang bị cái thiết kế như thế này, tự nhiên mình thấy cái chiếc xe của chúng ta tự nhiên nó thấy khỏe khoắn hơn nhiều các bạn. Đó, trên tay nắm cửa của cái xe C180 nè các bạn. Thì C180 thì không có trang bị cái lock cửa cảm ứng các bạn, cho nên là cái tay nắm cửa của chúng ta như thế này. Còn đối với C300AMG thì được trang bị cái lock cửa cảm ứng, cho nên các bạn sẽ thấy có một cái chi tiết mạ chrome chỗ này. Mạ chrome chỗ này. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn nhìn giống như cái tay nắm cửa mạ chrome này thì các bạn chỉ việc là mua thêm một cái ốp ha. Chúng ta ốp lên đây nhìn rất là giống. Đó, hai cái phần sunroof, hai cái phần mua xe các bạn. Thì đối với cái C300MG do được trang bị cái cửa sổ trời panoramic sunroof, cửa sổ trời toàn phần, cho nên là nguyên cái phần mua xe này các bạn nhìn thấy nó là màu đen hết luôn các bạn nha.
À, nguyên một lớp kính màu đen luôn, trải dài từ trước ra phía sau. Đối với cái chiếc xe C180MG của chúng ta thì không có sunroof, cho nên là các bạn sẽ thấy là cái mui vẫn được sơn cùng màu với lại cái màu sơn của xe. Thì đối với cái chiếc xe C180 màu trắng hoặc là cái chiếc xe C300MG màu trắng các bạn, thì các bạn sẽ thấy là cái phần mui nó nổi bật hơn. Nhưng mà nói với nếu mà cái chiếc xe này là cái chiếc xe màu đen thì các bạn sẽ không thấy rõ cái phần này. À, nếu mà các bạn chọn cái xe C màu đen thì các bạn lại không thấy cái chi tiết này, nó quá là khác biệt. Đó, nhưng mà vấn đề này rất là đơn giản các bạn. Các bạn muốn giống như cái chiếc xe C300, nhìn từ xa giống y chang chiếc C300, vẫn thời trang, vẫn phong cách hoặc là vẫn cá tính. Các bạn chỉ việc dán thêm một cái lớp đề can màu đen bóng trên này nữa thì nhìn rất là đẹp luôn. À, rất là đẹp luôn. Và Duy cũng đã từng dán cái mui màu đen này cho rất là nhiều những khách hàng rồi các bạn. À, khi mà cái phần đuôi xe này các bạn hầu như là nó giống nhau hoàn toàn luôn. Đó, giữa hai chiếc xe này gần giống nhau hoàn toàn luôn. À, các bạn thấy không? Chỉ có điều là khác giữa C180 hoặc là chiếc C300 thôi. Đó, nhưng mà nếu mà Duy tháo chữ C180 này ra ha, Duy dán cái chữ C300 ở đây thì các bạn cũng hầu như rất là khó phân biệt luôn. Kể cả Duy cũng sẽ không phân biệt được rõ hai cái dòng xe này các bạn. Đó, hai cái phần đuôi xe này được thiết kế giống nhau hoàn toàn 100% luôn. Bô cũng là vẫn là bô đối xứng hai bên, và những cái cánh lướt gió nè. Ha. Rồi cái cản sau thì chúng ta lại có một chi tiết cắt ở chỗ này nhìn giống như một cái mang cá. Đó, C300 của chúng ta cũng vậy ha. Rất là giống nhau, sáu cảm biến phía sau cũng vậy, y chang nhau không khác gì các bạn. Chỉ có điều là cái phần kính ha. Cái phần kính phía sau cũng như là kính hai bên hông của cái xe C180AMG cũng như là cái C300AMG thì hai cái phần kính này khác nhau. Kính này sử dụng kính tiêu chuẩn thôi. Còn đối với kính của C300AMG thì lại được trang bị kính màu đen, kính tối màu, kính cách nhiệt. À, đây là một cái điểm khác. Nhưng mà thật ra bây giờ thì phim cách nhiệt của chúng ta đa phần hầu như những chiếc xe nào mà lăn bánh ở ngoài đường thì khách hàng đều chọn cái dán phim cách nhiệt hết. Thì đối với C180 chúng ta dán lên màu đen thì cũng lại hầu như là khó phân biệt luôn. Không cách nào phân biệt được hết. Đó, thì Duy đã vừa cho các bạn xem ở bên ngoài của chiếc xe này, hai chiếc xe này. Đó, thì thực ra về bên trong thì chắc chắn nó sẽ khác rất là nhiều. À, khác rất là nhiều bởi vì là C300AMG của chúng ta thì các bạn thấy ha, nó rất là nhiều những cái option, rất là nhiều những cái trang bị nè. Thì phần ốp gỗ chỗ này được màu đen ha. À, phần chi tiết chỉnh cửa hoặc là loa Bumaster ha, đây là điểm nhận biết nè. Loa Bumaster đối với cái C180 của chúng ta thì lại sử dụng cái loa tiêu chuẩn thôi. Đó. Loa tiêu chuẩn thôi các bạn. Và ở đây là chi tiết ốp nhôm. Thì với chiếc xe C180MG này các bạn thì nó sẽ không khác gì bên trong cũng như là về động cơ, về tất cả mọi thứ, coi như là sự vận hành của chiếc xe hoặc là những cái option, nó sẽ không khác gì so với cái chiếc xe C180 tiêu chuẩn hết. À, nó chỉ nâng cấp ở phần body kit ở bên ngoài thôi. Thực ra với 100 triệu nâng cấp cho chiếc xe C180 thành một chiếc xe C180AMG như thế này thì Duy nghĩ là với giá 100 triệu thì nó quá hợp lý luôn các bạn. Đó, nếu mà các anh chị và các bạn nào mà đã từng mua một chiếc xe C180 với phiên bản tiêu chuẩn và về tự coi như là nâng cấp lên thành một cái chiếc xe C300AMG hoặc là C63AMG thì các bạn biết rồi, số tiền các bạn bỏ ra hơn 100 triệu rất là nhiều. Điển hình ở đây Duy nói các bạn, cái bộ mâm xe thôi, nếu mà các bạn mua 4 cái bánh xe này Duy nghĩ nó khoảng tầm 150 triệu luôn á, chứ không phải là 100 triệu nữa, 4 cái bánh xe này thôi. Bởi vì là cái bánh xe của AMG, cái mâm xe của AMG lúc nào nó cũng đắt tiền hơn rất là nhiều so với là cái bánh thông thường hết. Những anh chị nào các bạn mà có từng chơi mâm, có từng độ mâm xe rồi thì các bạn sẽ biết ha, bộ mâm xe thường rất là đắt tiền. Đó, thực ra thì với cái clip này thì Duy cũng muốn là cho các bạn xem, so sánh cho các bạn xem là chiếc xe C180 AMG cũng như là cái xe C300 AMG có một cái ngoại hình gần như là giống nhau luôn. Đó, còn về cái option ở bên trong các bạn thì nếu mà các bạn nào mà chưa có xem clip mà Duy giới thiệu cặn kẽ về cái xe C180 AMG này đó, thì các bạn có thể là xem lại cái clip ha. Duy có thể là để link ở trong cái phần mô tả, thì các bạn có thể là vào cái phần mô tả để mà xem cái phần review cho chiếc xe C180 này. À, để sở hữu chiếc xe C180AMG hoặc là C300AMG nó có khó không các bạn? Thì thực ra với mức trả trước là đối với chiếc xe C180 này các bạn chỉ trả là khoảng 300 triệu và với 22 triệu một tháng.
và với C300 AMG thì chúng ta trả 400 triệu và với 28 triệu một tháng thì chúng ta đã sở hữu được hai cái dòng xe này rồi. Đó, thì thật ra với cái mức trả góp qua ngân hàng thì hầu như 80% khách hàng khi đến với showroom Mercedes-Benz 40 Hưng Bình Di thì đều chọn cái hình thức là trả góp qua ngân hàng. Đó, bởi vì là ngân hàng Bình Di hiện tại bây giờ là có rất là nhiều những ngân hàng với cái lãi suất tốt, cũng như là về cái mặt về thủ tục cũng như là chứng minh tài chính này nọ, thì hầu như là những cái vấn đề đó thì tất cả những ngân hàng đều có thể là giải quyết được cho các anh chị, và tùy theo cái nhu cầu của anh chị và các bạn có thể là chọn được một chiếc xe nào đó thôi. Và về mặt về tài chính thì Bình Duy sẽ lo cho các anh chị và các bạn. Thôi bây giờ Duy xin được phép kết thúc clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm về những cái mẫu xe Mercedes-Benz hoặc như là những cái chương trình khuyến mãi hoặc là trả góp qua ngân hàng thì các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những cái dòng xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo nha.